Ai đã từng sống ở vùng trũng và chịu cảnh mưa lớn, nước dâng sẽ hiểu hết nỗi khổ khi phải sống trong một căn nhà bị ngập. Đồ đạc thì di dời một cách nặng nhọc, nếu không kịp trở tay thì có thể ngấm nước, hư hỏng nặng. Đó là chưa kể đến cực hình dọn dẹp bãi chiến trường khi nước rút. Tất cả những hạn chế vừa nêu sẽ được giải quyết nếu đầu tư cho một ngôi nhà lưỡng cư có độ bền lên đến vài chục năm. Và đặc biệt, người hiện thực hóa căn nhà nổi này chỉ là một thanh niên ở độ tuổi 9X, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Sinh ra và lớn lên ở vùng lũ Tháp 10, Nguyễn Minh Hoàng từng mơ ước sẽ thiết kế một căn nhà lưỡng cư, nghĩa là vừa tiện nghi trên cạn, trên bề mặt ao hồ, vừa phù hợp khi mực nước sông dâng đột ngột. Sau bao nhiêu tìm tòi kết hợp với kiến thức khi theo học tại trường Đại học Xây dựng miền Tây, Hoàng đã trình làng một căn nhà nổi với thiết kế đẹp, tiện nghi, rộng 48m², tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng thi công trong một tháng. Áp lực nước lên thì phi nó sẽ làm cái hoạt động cho nhà mình nó dâng theo lũ. Còn khi mà hết lũ thì cái nhà nó dạy trở về đúng cái vị trí ban đầu. Hết luôn em sử dụng khoảng là 60 cái thùng phi và sắt thì khoảng 1 tấn. Chọn vật liệu, rồi nền, cửa cho nhà nổi thì mình có ưu tiên những cái tính năng như thế nào không? Dạ thì trước tiên là cái tính nhẹ. Và kế tiếp là cái đó là cái tính thẩm mỹ. Nhưng mà nền xi măng đây là được thiết kế là ở trong sẽ có trộn mót ở trong để cho nó giảm tỷ trọng thêm. Vách thì em sử dụng đây là vách banen để mà cái kinh phí nó nhẹ. Cái banen này nó lại có rất nhiều ưu điểm là nó nhanh, gọn, cách âm, cách nhiệt và nó chống cháy. Thời buổi nay thì người ta xài gỗ thông nhiều bởi vì gỗ thông nó sẽ đẹp hơn nhưng mà nó sẽ rẻ tiền hơn rất nhiều so với cái gỗ tự nhiên, gỗ truyền thống của mình. Thì đèn led là xu thế bây giờ là người ta sẽ được sử dụng rất là nhiều bởi vì cái tiền đèn nó cao nhưng mà đổi lại cái giá trị tiêu thụ điện năng của nó rất là ít. Căn nhà nổi này còn được mệnh danh là căn nhà có nhiều cửa sổ, vị trí cửa được tính toán khoa học để tận dụng tối đa ánh sáng trời. Một căn nhà không quá rộng nhưng bố trí hợp lý, gồm hành lang, hai phòng ngủ, phòng vệ sinh, một phòng khách và nhà ăn tích hợp. Một căn nhà bồng bềnh tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá và trồng rau thủy sinh. Điều này có nghĩa là chủ nhân của nó có thể cải thiện được bữa ăn gia đình mà không phải tốn tiền ra chợ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhà lưỡng cư đang tỏ ra ưu thế, không chỉ phù hợp với loại hình du lịch homestay thân thiện với môi trường, mà đây còn là thiết kế nhà ở tiện ích cho bà con vùng ngập. Một giải pháp mang tính khả thi, nhất là khi vùng đồng bằng này chỉ còn cao hơn mực nước biển khoảng 0,8 mét, và tốc độ sụt lún vẫn đang diễn biến phức tạp mỗi năm.